quyền tại Việt Nam trên Trudeau TV. Loạt phim mới của Truyền thuyết Thiếu Lâm Từ. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, đặc biệt là Nguyên Bương, một ngôi sao võ thuật từng tung hoành trên màn ảnh rộng. Thần tượng của thế trẻ, Lâm Chí Dũng. Loạt phim mới của Truyền thuyết Thiếu Lâm Từ, lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 17 tháng 10 năm 2011.